Hôm nay xe về nhưng mà xe đi làm đây quý anh chị, xe đi làm nè. Trời, bên em xe xả cho anh chị nè. Đầu tháng 12 xe xả tới Tết chia sẻ cùng anh chị em mình với cửa hàng xe máy Thái Bảo. Chào quý vị, anh chị trở lại kênh YouTube xe máy Thái Bảo. Ngày hôm nay, lời đầu tiên cho Thái Bảo xin kính chúc quý anh chị một ngày bình an, đại bình an trong một quý hạnh phúc và gia đồng tình cùng người thân. Và hôm nay thì Thái Bảo không có gì cũng như thường lệ thì Thái Bảo cũng bán xe cũ thập cẩm tầm trung đã qua sử dụng ở quý anh chị. Hôm nay Thái Bảo về được cái dòng xe để review cho anh chị và những anh đi làm trong công việc trong mùa khó khăn này. Thì cái trong tháng 12 này thì cũng là cuối năm rồi, thì trong mùa dịch giả thì ai cũng khó khăn cũng khổ, thì Thái Bảo chia sẻ cho anh chị hết mình. Như Thái Bảo sẽ thì anh chị những cái xe có mặt trong cửa hàng và đặc biệt đến cửa hàng xe máy Thái Bảo như thường lệ thì quý anh chị có 3 món quà: kiến, nấu và nhớt thì hỗ trợ nhớt và kiến hỗ trợ chiếc xe, nấu hiểm hỗ trợ con người. Và cửa hàng xe máy Thái Bảo luôn luôn đồng hành bảo hành cho anh chị mình những chiếc xe trên 10 triệu là 1 năm, dưới 10 triệu bảo hành cho anh chị mình 6 tháng. Còn đến với cửa hàng xe máy Thái Bảo thì quý anh chị được đổi xe, trao đổi lại xe trong tuần. Ví dụ như anh chị mua một chiếc xe 10 triệu, anh chị đi trong một tuần đi, anh chị không thích quay đổi xe 11 triệu anh chị phụ cho em 1 triệu. Không phải em nâng giá và hạ giá, nhưng trong cửa hàng quen là chiếc xe nào cũng đã niêm yết giá trên biển số rồi, không được nâng và không được hạ. Thì quý anh chị được lợi nhuận như vậy. Nếu quý anh chị tới một cửa hàng nào hoặc bất cứ nơi đâu anh chị mua chiếc xe đi trong một tuần, anh chị quay lỗ 2 triệu và chiếc xe thì cũng là 10 triệu, nhưng quý anh chị đổi cái nâng lên 2 triệu anh chị mất không 4 triệu. Nhưng em chỉ cho anh chị trải nghiệm trong tuần để biết được chiếc xe đó chất lượng như thế nào, cảm thấy không phù hợp thì anh chị cứ báo cho em một tiếng rồi đổi lại xe khác. Để làm gì? Em khắc phục hậu quả và cái chất lượng của em đưa cho khách hàng một cách tốt nhất vì xe cũ. Thì thưa anh chị, trong cái sơ suất thì tất nhiên nó phải có rồi, chứ không thể nó hoàn thiện 100% được. Cho dù em đứng ra bảo hành nhưng mà là nó của em như nào là cũng nó thật sự chính trị tâm sự là như vậy. Thì hôm nay cũng đầu tháng 12 thì Thái Bảo cũng có chương trình sale giảm giá cho quý anh chị yêu mình, và đặc biệt của bên cửa hàng xe máy Thái Bảo thì chỉ xe cho anh chị đi một miền tổ quốc từ bắc tới nam, phạm vi trong 500 cây số dịch về thì Thái Bảo sẽ ship xe cho anh chị hết từ xa đến nơi, mình chia sẻ cùng nhau cái đồng tiền ship. Còn nếu như anh chị ở miền Tây mà ship nhiều quyền ở chỗ nào thì mình ship nhiều quyền, nhiều quyền hơi xa hơn chút xíu thì cho dù lợi ích là nhiều Thái Bảo đã bao ship cho anh chị rồi, nhưng mà nếu mà nhiều quyền xa quá thì sẽ lấy 700-800 ngàn và chiếc xe mình là 700 ngàn để anh chị cùng chia sẻ với cửa hàng xe máy Thái Bảo cùng anh chị. Thay mặt cửa hàng xe máy Thái Bảo, Thái Bảo cũng cảm ơn quý anh chị đồng hành ủng hộ cửa hàng xe máy Thái Bảo trong suốt thời gian qua, và đặc biệt là những anh chị kiều bào hay những cái trung tâm nhân đạo hay những người mà làm từ thiện để chia mua xe Thái Bảo rất là nhiều để chia sẻ cho những người này người kia. Thì mùa này ai cũng khó khăn anh chị ơi, thì thôi nói bây giờ để em cũng để chia sẻ cho anh chị và review cho những chiếc xe mà đã có mặt trong cửa hàng hôm nay. Thì từ cái dòng xe lớn từ đến nhỏ tiền thì cửa hàng xe máy Thái Bảo đã bán xe thập cẩm tầm trung qua sử dụng là từ 2-3 triệu đến 2-30 triệu, 3-40 triệu, 5-60 triệu thì cũng có rồi anh chị, và tới tháng cũng có. Nhưng mà cái mức độ tầm trung thì Thái Bảo phục vụ cho anh chị mình, nói chung là xe cũ thì nó cũng không được hoàn thiện hết nghe, mong quý anh chị thông cảm. Và để chia sẻ hôm nay thì địa chỉ quen thuộc qua đến với cửa hàng xe máy Thái Bảo, anh chị theo địa chỉ quen thuộc là địa chỉ 60 đường Bình Chiểu nghe anh chị, khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, bây giờ là thành phố Thủ Đức. Còn quý anh chị ở miền Tây lên hoặc là ở Đồng Nai xuống hay là Sài Gòn ra Tây Ninh xuống, anh chị cứ về tới chợ đầu mối nông sản Thủ Đức hoặc là ngã tư Gò Dưa, cách cửa hàng xe máy Thái Bảo 500-700 m, Thái Bảo tận tình đi đón anh chị rất là nhiệt tình và thân thiện nghe quý anh chị. Trong lúc mà bạn vận động công việc thì nếu đón không được thì em sẽ chỉ dẫn anh chị một con đường dễ thương quen thuộc nhất anh chị đến với cửa hàng xe máy Thái Bảo. Một quay lại bên này là một con đường từ vòng xe An Phú về ngã tư 50 về bệnh viện quân y quân đoàn 4, là anh chị gánh từ Bình Phước, Đồng Xoài, Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai hay là Đồng Nai qua cũng được, anh chị hãy về ngã tư 550 trở về bệnh viện quân y quân đoàn 4, cách cửa hàng xe máy Thái Bảo Thái Bảo tận tình đón anh chị. Và để tiếp tục review xe hôm nay thì trước khi bán hàng hôm nay thì em cũng có báo giá cho anh chị vì xe em đã rất là thực tế. Tên cái báo giá thì nói chung là về cái chất lượng anh chị, thưa quý anh chị, cho bên em bán hàng á
là những chiếc xe nào về nhà cảm thấy không được là em đã làm hoàn thiện cho anh chị cũng được 70-80% rồi, thì anh chị mình cứ vận hành và lưu hành. Còn trong xe cũ thì nhiều khi còn có sơ suất chứ không phải là hoàn thiện 100% được. Thì những cái gì mà không đáng kể thì anh chị phụ họa giùm em những chút đỉnh đó thì cũng chấp nhận. Mà anh chị mình mua xe cũ mà nhiều cái chiếc xe lắc đầu bò đi, nó 40 mấy triệu mà bây giờ không còn chỉ có 12-13 triệu thì tất nhiên nó không được hoàn thiện bằng xe mới, đúng không anh chị? Cũng như chiếc sáp này thôi, 170 mua mới thì đó 70 mấy triệu mà giờ em bán chỉ có 10 mấy triệu thôi anh chị, hơn 10 triệu đồng thì anh chị cứ nghĩ đi, thì phải chia sẻ cùng cửa hàng có tội nghiệp chứ. Nhưng mà em bán xe cũ thì cũng khổ khó khăn lắm chị. Muốn mua một chiếc xe tốt, muốn tận dụng, muốn chia sẻ giá khách hàng, tại vì em bán hàng là em muốn là một người mua em một được một chiếc xe rồi thì anh chị sẽ mua được một chiếc nữa, cho dù dòng họ bà con mình chia sẻ cùng em, chứ không phải bán hàng mà em bán nói chung là kiếm củi 10 năm đốt 1 giờ. Em chỉ mong rằng kinh nghiệm của em để lưu trữ lưu tồn lại cho anh chị để làm gì. Mai mốt anh chị cần chiếc xe không coi YouTube mà họ thấy bảo ơi có xe không gửi cho anh chiếc, cho chị chiếc, em cảm thấy mũi lòng và được anh chị tin tưởng. Còn bây giờ em bán trong vòng 1-2 năm em làm YouTube này mà em bán ẩu thì em không kiểm tra xe trước khi gửi đi. Nếu anh chị nhiều khi em hơi nói dài dòng chút xíu, chứ về quê mà anh chị mua mỗi xe về mà em sơ suất ở trong xe, cái xe gì em không tăng thôi, anh chị chạy ngay rột vô tiệm cái ô tăng giảm sang cô cái câu, thì người thợ thấy xe mới nói câu trời ơi xanh nhông dĩa mòn hết rồi coi thay đi. Thì mình người phụ nữ đâu có biết gì, vô thay bộ nhông dĩa tốn mấy trăm ngàn cũng mằn mò em. Và đặc biệt hôm nay em ship xe đi, em sẽ khắc phục quả hoàn toàn trước khi để mà được 70-80% mới giao xe cho anh chị nghe. Và trong những cái xe cũ thì nó cũng có cái đời cao đời thấp, cũng có cái rớt đầu, cũng có cái không, thì nhiều khi mình cũng còn lộn tướng lộn mà còn lộn huống chi là mình không lộn anh chị, thì mình chia sẻ cùng anh chị nghe. Mà thôi để không dài dòng, rồi review xe cho anh chị chương trình vâng review hôm nay thì tôi bảo đến với anh chị một chiếc con này cũng lâu lâu mới bảo mua được một con. Hôm nay bảo thì review cho anh chị một con diêm lùn 99, diêm lùn đời 99 nha quý anh chị. Này 53/6 4860 13.500.000 em giảm 1 triệu còn 12.500.000. Xe này cũng liền lắm, xe diêm lùn này liền lắm anh chị, lốc còn này, bình xăng đầu nòng còn, diêm lùn 99, xe cũng liền, chỉ có 12.500.000 thôi, bao ship tất tần tật cho anh chị 500 cây số giật dây. Những chiếc xe nào đầu đèn đẹp lắm chị nè, máy móc máy niêm lùn này em chưa rửa luôn, máy niêm lùn anh chị khỏi cần phải nghe nổ anh chị, tại vì dòng này là máy nó quá chuẩn. Diêm lùn nhập Thái đời 99 đi vô coi đem. Cái hàng anh thì có giấy tờ hết chứ không giấy tờ anh không bán, nhưng mà em vô em coi con nào đó, một con chim lùn cũng liền lạc anh chị, 99. Trong lúc em quay trên cái màn hình thì nhiều khi em quay lướt qua lướt lại thôi anh chị, nữa là quý anh chị mình mà chiếc xe nào coi anh chị cảm thấy mến xe và coi không rõ thì em sẽ chụp hình qua Zalo là anh chị cùng coi. Nhưng cái số máy của em thường xuyên như cái máy hiện tại bây giờ em đang quay phim là một này, thứ hai em ra đường nhiều đi giao xe ship hàng là không có mạng. Thành thử cái Zalo là anh chị kết bạn cùng em, lúc em rảnh em sẽ hỗ trợ tương tác cho anh chị. Còn tốt nhất anh chị kết dùm hai số sau màn hình dùm em, để ở nhà bà xã với thằng em trai em có thời gian để trả lời cho anh chị. Còn em luôn luôn đồng hành đi lấy xe, mua bán ngoài đường rồi về chở xe đi ship, là cái thời gian nó không có thì trả lời điện thoại anh chị là ok rồi. Anh chị cũng thương tình và chia sẻ. Nhưng Zalo em giờ 5.000 Zalo kẹt cứng Zalo rồi, em chưa ra được người nào mà bỏ người nào. Thành thử mong quý anh chị thông cảm chia sẻ cùng em nghe. Và em tiếp tục review xe hôm nay, đặc biệt hôm nay em về một con Rim Thái 59X2 này, 70994. Xe này là 9 nút anh chị, em chỉ thương cái này để mua thôi, chiếc xe này không có đẹp nhưng cũng đều xe lắm, có 14.500.000 nghe là giá em bán anh chị. Nhưng chiếc xe này là cái đuôi có làm rồi anh chị, được cái là ngay chủ ngay tên một đời chủ, muốn ký giấy là đẹp đùng 30 giây cho anh chị luôn. Thành thử là em mua là cái xác thôi, nữa là anh chị mua đó, lốc cũng còn, mình sườn có làm anh chị, mình sườn có làm, lốc còn, đầu nòng bình xăng còn hết, xe cũng liền liền thôi. Nhưng mà được cái là nhanh gọn lại cho đó giấy thủ đất luôn, xác nhà em. Để anh chị mua xe này về làm nhanh vô đồ em ok anh chị luôn đó. Đó máy móc thì em không bằng cãi, nhưng đuôi có làm mà làm không được đẹp lắm, em phải báo chính xác. Tại vì hôm nay em về một con, đây là con Hado này chị, Hado Hado City đó anh chị, 53V8 này, 5992. Thì xe này là đó, câm liền bánh trước bánh sau đó, gấp phục mình sườn bấm điện còn luôn anh chị, mình thường bấm điện còn luôn đó, lốc đa lim, bình xăng đầu nòng còn hết, phục xung lim cầm màu tím đúng đa lim luôn anh chị đó. Đúng đa lim rồi, 10 triệu đồng em giảm cho anh chị 1 triệu còn 9 triệu đồng
9 triệu, 10 điểm giảm triệu là còn 9 triệu. 9 triệu nha anh chị, đó cửa hàng lại em chia sẻ thêm chút xíu cho anh chị nghe. Mà anh chị ship đây thì em bao ship cho anh chị luôn con xe này. Đó, lốc đồ đẹp anh chị, đầu nồng City A3. Ô gió rồi còn luôn này nữa. Nó có sao em quay dài cái này anh chị chứ, chở hàng hay làm công việc đi công trình là ok nhất luôn. Đó. Còn bây hôm nay em về mấy con xe này không phải là sale, nhưng mấy con xe này là xe này là không phải em mua xe bãi nha anh chị, nhưng những chiếc xe này là em đổi được của khách xài, là người ta đương chạy xe vận hành tốt. Nhưng người ta chạy xong rồi là người ta đổi xe cao tiền hơn, thì em để dùng những chiếc xe này bán lại cho anh chị yêu mình, em cảm thấy nó tốt. Còn chiếc nào ải ải như vậy em vẫn bảo hành cho anh chị luôn đó, vẫn bao chạy luôn nha. Còn những cái xe nào mà không tốt em sẽ giải quyết đưa cho lái hết, người ta bán đi đâu mà bán. Thì để review xe hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho anh chị những xe này vận hành tốt nha. Rồi 37L4 anh chị, 9422, xe vỏ bánh trước sau như mới nghe, bình đề đầy đủ, về chạy luôn nghe, vỏ bánh trước sau cặp vỏ mới. Anh chị mua xe là em ở đây em diễn tả mức độ là lưu ý, cho dù cái xe cỏ một vài triệu nhưng anh chị đi phải vỏ bánh an toàn, câm niềng phải đàng hoàng, gấp xương không mục thì em mới bán cho anh chị. Chứ nếu mà bán mà cái xe về nó cặp vỏ như một tấn anh chị, thay 600-700 ngàn cặp vỏ cũng làm gì, không có bình có đề, anh chị mua về nội làm bình làm đề là tốn nhiêu tiền, là cộng ra cái xe 2,5 triệu mà mua xe cỏ mà sửa 1,5 triệu thì mua làm chi, xe em chỉ về chạy thôi. Mà xe này chó cắn tất tất cả có về sao rồi anh chị ơi. Em nói thật, biển số này 37L4 9422, máy cực em không cần phải nổ, mình em quay giá 3,8 triệu. Anh chị tới cửa hàng em giảm cho máy xì, còn ship đi thì em chia sẻ cho anh chị không có bớt được đó, chiếc xe rất liền anh chị. Em quay sơ thôi, xe rất liền. Rồi tiếp theo đó, anh chị nhìn nhỏ bánh xe của em là chiếc nào, chiếc đó như mới nè, một con quay lên đầu quay y, nhưng mà nguyên cục máy của anh pha hết anh chị, nguyên cục máy của anh pha đầu nồng của nguyên cục, mới nói là đại loại là cục máy của anh pha hết, nhông xanh dĩa còn mới tinh đó, mất có hộp xe. Em nói thật, bánh mâm 3 cây, biển số 72K7 5848. Anh chị tới cửa hàng 5,5 triệu, tới cửa hàng là em bớt chia sẻ, ship đi là em bao ship cho anh chị con xe này, em không nói láo đó. Cây bồ cục máy của anh pha anh chị, nó đầu nồng của anh pha anh chị, nguyên thủy nổ nhẹ bông luôn, bao anh chị chạy bảo hành chị 1 năm xe này luôn, không sợ đó, máy của anh pha bảo hành cho 1 năm. Tiếp theo về một con rim thì rim ra test Đài Loan thì anh kia anh vô anh nghĩa anh cọc 200 ngàn, mà này có 5-6 ngày không lấy á, thì anh không lấy em bán em trả lại 200, chứ có 200 mà để cái xe này cũng để chặt nhà nên bây giờ nó là một con đi test Đài Loan đúng xe nhập thùng, anh em họ nhà Boss Sandra đó, đi test anh chị, họ nhà Boss Sandra anh chị đó. 4,5 triệu em không bớt là ship đi, anh chị tới cửa hàng em chia sẻ này, tiền ship khách trả nhưng thôi em chia sẻ anh chị tới hàng lại có một con xe liền như vậy. Một con rim thì nhiều khi anh chị thấy 1,5 triệu em có con rim rồi mà chạy được hay không, còn xe của em bao anh chị chạy luôn, bảo hành chị 6 tháng nghe. Chiếc nào được em mới lựa em bán. Rồi đây là một con filter. Rồi tiếp theo em về con filter này, 51R3 anh chị, xe đi phục nay nghe, bánh mâm nghe, vỏ bánh trước sau như mới nè. Em nói thiệt luôn, bộ áo Nhật anh chị, dàn áo xe Nhật nhưng mà hơi cũ còn máy móc không bằng cãi, đầu đèn xe Nhật luôn anh chị đó. Em nói thật, đồ nói chung cũng còn là một ít đồ thì người ta vô chạy cũng em, thì giá xe này là 3,3 triệu, anh chị tới cửa hàng em bớt cho 300, còn nếu mà ship đi thì em không bớt cho anh chị được, thì em cũng thưa rằng thì tại sao những cửa hàng khác hơn những nơi khác nói chiếc xe có mấy triệu ship gì mà ship, nhưng mà ở đây em vẫn ship cho anh chị hết. Ở trên đời này thưa anh chị, em vẫn là người lao động, có người khó khăn có người khổ cực, chứ không ai giống ai hết. Thành tự những cái gì mình chia sẻ được em cứ sẽ chia sẻ cho anh chị hết, cho dù một chiếc xe đem chạy tới Sài Gòn em lời 200 ngàn em vẫn chạy ship cho anh chị, đừng nói là xe lớn tiền nhỏ tiền em cũng chia sẻ với anh chị nghe. Em hứa luôn, đây là một con future một đời đầu 51T9 6642, cái này em bán 4 triệu thôi nghe, ship thì em ship đi là 4,5 triệu, nhưng mà thôi ở đây cho anh chị tới lái xe này, vì xe là vàng áo Nhật anh chị, nguyên vàng áo Nhật luôn, máy móc thì không bằng cãi. Những chiếc xe này là gọi là xe người ta đương xài, nhưng mà hôm nay là người ta đổi xe cao tiền hơn, thì chia sẻ lại cho anh chị, mình chia sẻ tình yêu nè, em ship luôn cho các tình yêu của em luôn, ai chốt nhanh tay thì em ship luôn những con xe đó thôi, chứ còn nói chung đẹp thì không đẹp anh chị nghe, miễn là máy móc tốt, đi làm chỗ bánh trước sau còn vận hành tốt, chứ còn nó mua cái xe cái mảng đẹp thiệt, sơn dặm bắn túc vô đồ sườn gấp một hết vậy anh chị chạy không được, rồi cũng rất là khổ lòng cho bên cửa hàng cho máy tế bảo chia sẻ cho anh chị luôn. Và đây Suzuki vừa đi vừa đẩy 3 con. Thì em báo giá anh chị ban Suzuki này, hai con Suzuki nhập Thái này anh chị nè,
60F4 6381. Thì xe này giá là 6 triệu, không bớt là bao ship cho anh chị đó. Tới cửa hàng chia sẻ cho anh chị mới xịn nghe. Em nói thật lòng luôn, cái nào em chia sẻ làm chia sẻ. Nên liền thôi, máy móc em ru dòng xuôi va cho anh chị biết rồi, máy rất là em. Đi làm thì nó bá cháy. Còn anh chị chọn dòng nào chọn với tầm 5-6 triệu thì không có xe nào mình chạy được ngon một xuôi va đâu. Đó, xe Trung Quốc đó anh chị nghĩ kỹ đi. Nó cũng là 3-4 triệu rồi. Thì cái xuôi va này em báo có anh chị luôn hiện dây. Tiếp theo bọn xuôi va này. 51I1 1638 ông địa đuôi. Cũng liền lắm chị nghe, máy móc em 6,5 triệu. Tới cái hàng giảm 500 còn có 6 triệu thôi. 6 triệu, tới cái hàng giảm 500 còn có 6 triệu. Ship đi là 6,5 triệu em bao ship cho anh chị. Còn đây con Suiva nữa, nhập Thái luôn anh chị. Xe này mất hộp xanh dưới. 5,5 triệu, tới cái hàng lái em đưa anh chị 5 triệu thôi, còn ship đi 5,5 triệu anh chị. 69F4 này. 5064 này đó, anh chị xe liền mất hộp xanh dưới nghe. Vỏ bánh trước sau về chạy. Máy móc em ru bình đề đầy đủ. Xe có trầy anh chị, không có mới keng. Em bán hàng diễn tả vỏ bánh còn đẹp với dòng xe, thì xe cũ này thì nó phải theo 5 tháng nó có đề xuất trong thể mới can được. Ở đây em quay em quay chi tiết anh chị, không quay ảo nha. Cái màn hình em đưa thẳng vô chiếc xe là không có che giấu chỗ nào hết, chỗ nào không có sao em quay vậy. Mà hôm nay em về con Vision á, đây 12 triệu đồng, 69N1 08561. Máy móc bao dinh bảo hành 1 năm anh chị, nhìn cục máy này. Máy móc bao dinh bảo hành 1 năm, xe có đầy trước nhẹ nhẹ anh chị, không mới keng. Chiếc này em dọn là 5 xì là như xe mới, chỉ có 12 triệu 500 thôi. Chiếc Vision 12 triệu đồng một Vision biển số 69. Đây là dán keo, dán tem mình em chưa có rửa ráy, chưa lọc đây nè. Còn nguyên hết keo tem còn hết đó. Một con Vision. Tiếp theo là con 2 gia te. Máy móc em rô bảo hành 6 tháng 54T19024. 5,5 triệu. Tới cửa hàng lấy, em giảm 5 xì, ship đi em bao ship cho chị 5,5 triệu, 1-2 gia tán liền từ đầu đến đuôi nè. Em bỏ sau nhà nó bụi bặm anh chị nghe. Chưa đừng chỉ vàng nè. Trời ơi, nhìn nó lắm lên buồn lầy nè. Buồn ngỡ lắm chị, không có em nè, ngủ lắm. Một Louis X. Máy móc trên đầu nồi chưa rớt, biển số 62N1-01173. Xe này em bán là 8,5 triệu, 9,5 triệu anh giảm chị 1 triệu, 8,5 triệu xe rất liền. Máy móc chinh nghe, bảo hành chị 1 năm luôn, 8,5 triệu vẫn bảo hành 1 năm. Louis, xe có đầy trước một vài chỗ nhỏ anh chị. Đó, đầy trước một vài chỗ cái vàng, mũi vàng có đầy nữa. Vậy thôi. Còn bánh vỏ trước sau là mới căng, em mua xe em kén lắm. Vỏ bánh mồ em không mua. Louis. Nói chung em nói vậy nhưng mà anh chị có tới cái hàng lấy, em cũng xeo xả và chia sẻ cho anh chị mình thêm một chút tiền gọi là xăng nhớt đi đường, hỗ trợ cái này cái kia, hỗ trợ anh chị hết. Dạ, thì em mới chia sẻ cùng anh chị. Mà hôm nay em sẽ vô nhà em quay cho anh chị mấy con xe mà em mới về trong cửa hàng. Còn có dòng xe ga chắc hôm nay em phải làm 2 clip. Bữa nay em bắp cái, thì 2-3 ngày để em bắp cái vì xe ga nó quá nhiều. Em làm cũng không kịp, trong 1 tiếng đồng hồ thì làm sao làm hết lượng xe này, mấy trăm xe em làm không nổi. Thì em vô quay cho anh chị mình coi những dòng xe em về trong nha. Uống mưa nước đã quá, hết hơi hết thở rồi anh chị ơi. Còn ở những chiếc xe 3-4 triệu thì đôi khi là ngon thì ngon thiệt, nhưng mà so với xe 10-20 triệu nó cũng không ngon lắm. Thì mình cũng chia sẻ cho anh chị rồi, mua về thì hỗ trợ cùng em chút xíu thôi để em review xe cho anh chị từ ngoài review vô. Em về một con Exciter 2016, biển số 71C4 này, 32814. Chiếc xe này là riêng từ đầu đến đuôi, đầu nồi chưa rớt anh chị, xe không có trầy nhiều nghe. Một vài đốm nhỏ nhỏ nha anh chị coi những điểm yếu. Em quay bán hàng là không để anh chị hụt hẳn, từ ở xa tới anh chị phải thấy xe nó vừa lòng để anh mua, chứ ở xa tới hụt hẳn là anh chị cũng buồn cho em chứ đúng không? Nó có trầy vào vài đốm nhỏ. Máy móc riêng đầu nồi chưa rớt, quên báo cái giá luôn cho rồi. 24 triệu. Em giảm 1 triệu còn 23 triệu nghe, xe ngay chủ anh chị. Ngay chủ muốn ký giấy em ký cho xe này. Cái nào em nói thật, cái nào nó làm được tại vì người ta ở gần đây. Chứ còn bây giờ ký cũng khó lắm chị ơi, hai vợ chồng giấy cái không. Còn bên cửa hàng xe máy Thái Bảo vẫn luôn luôn bao hồ sơ cho anh chị nghe, nhưng phí hồ sơ là em tính riêng ngoài xe. Chỉ 1,5 triệu là hồ sơ đến với địa phương anh chị, nhưng mà chắc là phải qua Tết mình mới làm được anh chị ơi. Năm nay thật là làm trong Tết là nó kẹt, nó dính vô cái Tết, nó tính em là dị đoan. Xe nhà 2 năm, cưới vợ 2 năm, sang tên xe 2 năm thì kẹt. Những cái xe lớn tiền thì anh chị nên làm, còn những xe nhỏ tiền thôi kệ mình để gì một thời gian đi.
Nói chung gia đình cha mẹ không bỏ được cái chiếc xe mà đi 1-2 năm cảm thấy sàng sàng, mình cũng chia sẻ luôn mua xe mới mà đi hơn, tại vì xe cũ thì anh chị biết rồi. Chứ nhiều khi mình đi về một vài tháng cảm thấy không ăn ý mình thì mình cũng chia sẻ đổi lại xe khác mình chạy. Đó là em góp ý cho anh chị như vậy, nếu anh chị thích thì em sẽ hỗ trợ gì hết. Còn đây là một con Accenter 150 2016, xe đều xe lắm anh chị. Chỉ có 2-3 triệu thôi, 2-3 triệu thì anh chị tới cửa hàng em chia sẻ thêm cho anh chị biết nữa. Chia sẻ thêm này, đĩa bánh đẹp nghe, 150 xe liền. Em hết rồi, có gì bao nhiêu em bán hết bao nhiêu rồi. Đúng. 50. Tiếp theo thì em về một con Hasilo, Hasilo này 14 triệu em giảm trị là còn 13 triệu. Thì ship đi là em bao ship cho 13 triệu ngay 61 C1 này, 131989. Tại vì xe này dọn quá nhiều tiền, dọn thành một con da vét anh chị ơi. Đó. Những Hasilo của em này. Phản băng cái máy thì em như cái xe đạp điện. Đồ cổ đó, em chia sẻ anh chị luôn. Bán hàng bán nghề của em anh chị ơi. Làm dâu trăm họ mà. Rất là khó khăn lắm nhưng mà đơn giản đó. Ai hiểu được mình, ai đã chơi qua xe cũ rồi á, là chia sẻ xe cũ rất là dễ. Mà quý anh chị chưa chơi xe cũ, mua xe mới quen rồi, mua xe cũ á, là nó cũng khó lòng cho anh chị. Thành thử là em nói thật, biết xe thì mình cùng chia sẻ cùng nhau. Tại sao nó có những chiếc xe cái giá trị của nó cao như vậy mà có những chiếc xe cái giá trị nó rẻ hơn? Thì thị trường anh chị cũng biết rồi, Việt Nam mình mà, tiền nào của đó. Ví dụ như mua cái bình điện gas cho bình điện Đồng Nai, mỗi bình điện là một giá trị tiền khác nhau. Để cũng báo cáo anh chị luôn là như vậy. Hasilo đẹp quá trời đẹp luôn anh chị ơi. Con xe dọn cực kỳ đẹp nghe, máy riêng chỉ có dọn ra ngoài mà dọn đẹp quá. 13 triệu xe mới, 27 triệu anh chị. Chia sẻ mà tiền dọn chưa tính nữa thì lỗ là bao nhiêu tiền rồi. Hôm nay em về một câu này, 17 triệu 27T102869. Chiếc xe này đi một cặp vỏ đã hết 2 triệu, em diễn tả anh chị một chiếc xe Win. Win nhưng mà người ta dọn lên thành một con xe gọi là cực đẹp nghe, gọi là xe cà phê cực đẹp. Nói trong đồ dọn phải 20 mấy triệu anh chị ơi, chứ chưa tính tới chiếc xe này. 17 triệu em giảm triệu còn 16 triệu anh chị. Anh em là chơi cái xe này thì ok này. Đó, hai cái đĩa heo dầu xịn nè, em nói thiệt, vỏ leo núi nè, heo dầu xịn phục nai nè, đĩa trước đĩa sau như nhau nghe, 110 xịn hết, cây bô này em quay diễn tại. Đĩa trước đĩa sau đèn, đồng hồ ga, đồng hồ có máy vận hành tốt, đồng hồ kiểm tra giờ. Mấy em nổ nhẹ anh chị nghe, xe em nổ cho vui, các bạn nổ mình hay xui. Máy cực chắc nghe quý anh chị, cực chắc đó. Em đang nổ đó. Lâu lâu nổ con cho vui, nổ hoài nhức đầu lắm. Hôm nay em về một con quay này là quay Alpha 204 51X6 8069, 13 triệu em giảm chị triệu còn 12 triệu. Nhưng con xe này quay Alpha 204 nhưng vô đầu nòng quay thái, bình xăng quay thái hết nghe anh chị, vàng áo quay thái luôn nghe đó, tay 110 hết ngay đầu đen nè anh chị. Đó, coi giùm em nó, em quay chẳng rõ ràng chi tiết gì đó, đĩa 110 luôn hết luôn nghe, tay 110 hết đầu nòng mình xăng, tay 110 hết. Ở trong lúc quay không rõ thì có máy số điện thoại trên màn hình đó, anh chị kết bạn vô em chia sẻ cho anh chị mình luôn. Đầu nòng anh chị đó 110 nghe, rồi 110 quay thái 110. Rồi tiếp theo mình đem về một con RX thì nó không mới lắm, nó còn 90% chứ không mới keng, nhưng xe của em là đây, từ cái đĩa trước ốc đĩa, từ cái niềng căm bánh vỏ chưa mất một cái căm, đầu nồi chưa rớt, máy riêng con này em bao luôn, tem lớn, mặt nạ 2 tầng. Ở cái lóc anh chị coi đó, nó đều chứ không có cột nè, đều chứ không có cột. Rất đều. 73N8 14 triệu, 14 triệu anh chị. Đó, em quay cái xe vừa đó, hộp xăng cây căm niền vỏ gô xi đều ơi là đều luôn, em chưa bắt chưa giảm được cặp lóc đẹp hơn. Hôm qua anh chị cùng coi những chiếc xe này. Tại giờ còn khi có 90 triệu cũng có rồi anh chị. Hôm nay em về em phô chờ neo
FE phun xăng điện tử 59X2 55750 16.500 giảm triệu còn 15.500. Chiếc xe này hôm trước em có quay cho anh chị coi rồi, nhưng mà xe này đó thì cũng liền lắm chị, từ đầu đến đuôi dần lốc xám đẹp nha chị, rất đẹp đó. Hôm trước có trầy chỗ này, em có báo anh chị trầy này, em dán lại này hết trơn luôn, người ta treo đồ móc vào xuống đây cái đoạn trầy chỗ này, em chỉ chi tiết anh chị mình hết. À, màu đỏ trước đỏ mặn á chị, bản địa đó. Còn tiếp theo như là Luvias màu trắng. Luvias này thì cũng liền xe anh chị, sạch sẽ nghe, sạch sẽ chứ không có mới keng. Nói chung xe cũ thì làm sao tránh khỏi những vết tày cái cản đó chị, cái cản này cũng có những cái vết gọi là tày tày, chứ làm sao không thể mới 100% được, diễn tả phải cho đúng nên lời. Nhưng mà nói là mới keng, mới keng, keng gì đây, 81U1 này 02605 10 triệu em giảm, 1 triệu 9 triệu bao ship anh chị. Tới cửa hàng chia sẻ thêm anh chị chút tình yêu nữa đó. Tạm nghiếu con phi trợ anh chị coi cái này đó, phi trợ đẹp vậy đó anh chị, đẹp lắm lười ơi đó. Chốc đây đẹp lắm lười ơi. Nè bây giờ một phi trợ FE phun xăng điện tử 61C1 44638, số địa luôn, đồng địa đâu nhiều dưới ta. Sau cản có tràn nhẹ nhàng anh chị, cái yên có đách một chút nè, 19 triệu em giảm cho anh chị, 1 triệu còn 18 triệu là em bao ship. Tới cửa hàng em sẽ bớt thêm cho anh chị tiền xăng tiền nước, em nói rồi đó. Một con filter rất thẳng từ đầu đến đuôi, xe không gọi là mới keng, vì xe cũ ở đây em không đánh bách đánh cà nang anh chị, nó chỉ sao em bán vậy trong thực tế thôi. Đây mô hình ảnh, mô phỏng hình ảnh là chỉ có thực tế thôi. Máy móc trên đầu nồi chưa rớt, lốc nguyên hết anh chị, máy móc trên đầu nồi chưa rớt, xe có tày một chút chỗ này đó, em chỉ cho, nhưng mà em chưa có lau chùi chưa rửa gì hết đó gì á đầu nè anh chị. Rồi, em bao đầu nồi chưa rớt. Đó. Rồi, 2 silo thẳng đẹp không bàn cãi rồi. 1-2 silo 2018. Vỏ bánh trước sau còn đẹp lắm chị, ngày đó liền băng 2 silo không lỗi. Bao quay báo giá giảm giá chi tiết cụ thể chia sẻ qua điện thoại, chia sẻ qua hình ảnh, chia sẻ bằng tấm lòng, em luôn luôn chia sẻ cùng anh chị. 2 silo thì đó, có những con em bán có 8,5 triệu 8 triệu thôi anh chị, có con 7,5 triệu, nhưng 2 silo những xe đẹp này, màu xám đen này cực kỳ đẹp nghe, màu hốt đời cao đó, 14 năm giảm triệu còn 13 năm chia sẻ cho anh chị luôn đó. 13 năm bao ship anh chị, tới cửa hàng em chia sẻ thêm, xe quá đẹp anh chị ơi. Máy móc trên đầu nồi chưa đó, bảo hành 1 năm thẳng tưng tưng tưng. Còn như thường lệ thì em quay cho anh chị mình coi luôn những con xe này. Một con 81 85 HT 1322, 9 triệu đồng. Con này con 86 anh chị, 99 đầu rồi 86. Nhưng con xe này dán cái tem 70 chứ không phải 70, nó là 50 nha anh chị, nó là 50 86 50. Đó. Máy móc em bảo hành anh chị, nhưng xe này là 1 năm chơi tắt nha. Một con. Tiếp theo một con 81 dọn 51TB 01113 số 1 8,5 triệu. Tới cửa hàng em giảm anh chị 5 xị, ship đây là em không giảm, nhưng có 8, tính ra có 8 triệu đồng một con 81 liền như vậy. Cái máy thì nổ không bàn cãi luôn chị ơi. Chia sẻ cùng thầy đi, thầy chia sẻ cho đó, vô đây đó, những chiếc xe nào anh chị chốt sớm em chia sẻ sớm đó. Chia sẻ thầy vô, cái thầy tặng tiền luôn đó. Một con cúp Halim, đúng Halim Korea nha anh chị, Korea Halim. Nói chung nó liền băng, nó mới trắng, chiếc xe nào mới là em sẽ báo mới. Nó thì báo mới. 49A 04043, 10,5 triệu giảm 1 triệu còn 9,5 triệu bao ship anh chị. Tới cửa hàng em chia sẻ thêm anh chị luôn, chia sẻ cho thầy, thầy chia sẻ lại cho, không có vấn đề gì hết. Chuyện mua bán là vậy thôi, chứ bây giờ mình làm ăn có qua có lại trong cuộc đời mà. Cái con này em sale giảm giá cho khách hàng cái này, cho em xem giá cái đây, em chia sẻ anh chị đây, con chiếc này trước là em bán anh chị 13 năm nên em giảm hẳn anh chị, sale anh chị 12 triệu đồng luôn, còn 11 năm. Một con ZX đó, xe em chưa rửa luôn anh chị, em về bỏ nó luôn đó, rửa ZX mua mới 20 mấy triệu nha anh chị, bây giờ 11,500,000 đồng, em chia sẻ cho anh chị mình luôn. Còn con này thì cũng có nói rồi, chiếc xe này là chiếc 2017 92K10744 năm 11,5 triệu giảm còn 10 triệu,
Lý do nào xe nạn có đầy trước, nếu em dọn lên sạch sẽ em sẽ bán 11 triệu đâm, nhưng xe máy riêng anh chị, xe có đầy trước không có mới. Còn khách hàng đã mua bán xe với bên cửa hàng em thì lúc nào thay bảo ông nói luôn, những chiếc xe mà em bán ra rồi em đổi lại cho anh chị là em không giảm giá ngay, những cái gì em nói thật lòng luôn, chứ không phải em nói rồi giá vẫn niêm yết cái biển số nhưng mà chia qua sẽ lại thì tiền nhớt, tiền lính, tiền công này nọ thì mặt bằng thì anh chị cũng hiểu rồi, em đã đổi xe lại cho anh chị hết, nhưng cái giá niêm yết là vẫn có giá nguyên cho anh chị, mình nghe em nói rõ ràng tại cái YouTube này, chứ không phải nhiều khi anh chị nói à cái vớt giảm xe xả cái này cái kia, nhưng mình đổi lại xe anh chị cứ đổi đi, đổi lại ở đây em chia sẻ cho anh chị mình hết luôn. Hôm nay một con Future đem quay luôn, các anh hay coi luôn, một con Future 59X1 75682, xe là từ đầu đuôi cùng riêng nguyên anh chị, dàn sân dàn lông chưa sân dặm bắn túc nha, niền bánh còn hết, chỉ mỗi cái tội rớt đầu cậu khó thôi, dàn lông em bao cặp lốc bao sân vô còn hết theo xe đó, em báo chiếc Future này là thực tế luôn đó, cho anh chị mình cùng coi đó, dàn áo dàn lông và sân dặm em tặng luôn chiếc xe, nó cũng có trầy một vài đốm nhỏ nhỏ quý anh chị, không gọi là mới keng, em nói thật luôn, chứ có một vài đốm nhỏ thôi không đáng kể, em cũng chưa nhìn thấy được nữa, nên em báo anh chị là có trầy, lốc đèn cày trước sau còn nguyên hết, vô bọng còn nguyên. Giá xe này là 16.500.000, em giảm 1 triệu còn 15.500.000, em bảo anh chị luôn, chính xác một con Future, nói chung tầm tiền đó mình cũng vừa rồi anh chị, nói chung đây là em thấy cũng được rồi. Tiếp theo là một con xe Jim Thái 53X14844, 17 triệu, em giảm 1 triệu còn 16 triệu, xe dọn rất là đẹp nha anh chị. Vừa rồi em có bán cho anh kia, nhưng anh về anh lại mua con xe cao tiền hơn, anh lấy con lớn tiền hơn để chia sẻ lại cho em con xe này đó, xe dọn rất đẹp nha, dọn thanh và thẳng đó, từ đầu đến đuôi dọn như xe mới luôn, dọn tới nấy đó, chiếc này là em bao dọn đẹp, cái nào chiếc xe ngoài xăng nãy em quay đầu tiên là em nói không dọn không đẹp, tại em báo là dọn không đẹp, nhưng chiếc nào nó dọn đẹp là đẹp. Cái đó của anh pha 204 Lan Nguyên con Thái anh, giá em chia sẻ cho anh em luôn đó, cửa hàng em là lúc nào cũng có khách vô cửa hàng mua xe đều đều anh chị, nhưng em không quay vô mặt khách được, tại vì trong YouTube này mình quay lên có người thích quay người không thích quay, thử là em nhiều khi em không quay người ta vô trong cái YouTube của em, để là nhiều khi đâm ra phiền lòng khách hàng, luôn luôn tôn trọng người khác là tôn trọng bản thân mình anh chị ơi, có gì cũng chia sẻ cho em một lời đi, không có gì khó khăn trong việc mua bán. Hôm nay em về một con Neo GT 61N1 này, 16964, bánh mâm nha chị, Neo GT bánh mâm, xe không có tày lắm, đầu có rớt cậu khói nghe, vàng lông thì theo xe, 27 triệu giảm chị hẳn 2 triệu luôn, còn 25 triệu lời cái tình cảm em bán luôn, chia sẻ cho anh chị mình luôn. Đó có tem tài một chút xíu đó anh chị, em quay sát anh chị coi đó, có tài một miếng ngay chỗ tem rồi, còn chiếc xe rất là liền từ đầu đến đuôi, xe bánh mâm đầu có rớt đó, em báo chính xác cho anh chị mình luôn. Còn con quay ấy thì tại sao nó 118, em bớt cho anh chị 1.800 hay 1 triệu gì cũng được, là 61E1 này, 32489, 11.800 bớt luôn triệu còn 18, tại vì xe này là tem Thái, về một đợt anh chị nghe, nó về một đợt khách hàng, cái máy rất là ngon, bảo hành chị vĩnh viễn đừng nói 1 năm. Khi mua bán chia sẻ em sẽ chia sẻ cách đồ cầu hết nha anh chị, chia sẻ cho anh chị mình luôn. Này 71B1 49693, bữa nay em bán 17 năm thôi, em không lời là 17 triệu anh chị, Future Neo Kim 2007, xe này cũng có trầy không có mới anh chị, em nói là xe có trầy suốt, lúc nào anh chị cảm thấy thích cái chiếc xe nào mà đưa chung cứ kết bạn cùng em trên màn hình, em chụp hình trên Zalo gửi qua cho anh chị rõ ràng chi tiết luôn, để làm gì không phật lòng từ hai phía, và đặc biệt những chiếc xe đây em sẽ cho anh chị những chi tiết nhỏ luôn, tại vì đến một khi đến nơi anh chị nhận xe thì cái xe bên vận tải nó chở có trầy suốt hay không là lỗi bên nào, lỗi anh A lỗi anh B, để anh em mà được lòng cùng nhau và luôn luôn tôn trọng nhau trong ngành mua bán xe trên công nghệ mạng nghe quý anh chị. Đây Neo Kim 71 đó, 17.500.000 giá chia sẻ cho anh chị yêu mình luôn. Hôm nay em về một con quay 36L4 5826, xe thì liền đều xe anh chị, quay anh pha nhỏ 11.500.000 em không bớt, nhưng em có chia sẻ cho anh chị rồi, nếu ship đi ở xa quá thì anh chị mình cùng chia sẻ tiền ship với em, chứ còn chiếc xe này thì nó liền lắc ra liền, nó liền từ đầu đến chân, đầu chưa có đất, em nói gì có thật, nhiều khi là mắt mấy bữa còn mù mắt coi, nhiều khi mình cũng tin tưởng anh em cò lái quá, đoạn về tới nơi nó là đầu chưa rớt, đầu chưa có rớt, mà rớt thì nhiều khi nó tầm tiền này mà cũng nên rớt để chạy cho nó ngon, chứ không rớt thì chạy không có nổi đâu. Về như mà vừa rồi em gửi cái xe Đà Lạt cho anh kia, anh kia để em cái đầu riêng, cái đầu riêng dành gửi thì chạy không nổi, cái sao vậy, thì anh sẽ mua xe có 9-10 triệu mà anh biểu nó riêng sao là chạy nổi được, nó thành thử chia sẻ của anh chị mình luôn, em nói thẳng luôn chứ không phải, chứ có ảnh hưởng gì đâu, đồ em bao cho anh chị, nhưng rớt đầu là nó quan niệm như xe vài chục triệu á,
mấy xe quay A quay X làm kiển thì đừng nên mua rớt đầu. Còn mình đã rớt đầu mỗi xe đi cả 100.000 cây mà đừng rớt đầu sao chạy. Em thật luôn, chia sẻ cho em đi. 54X7 là gì? 3502 quay A 2009, xe hơi bị hiếm nghe tem dài. Xe rất liền, đầu có rớt cậu khói xe liền băng. Thẳng tân không lỗi. Chỉ mỗi tội rớt đầu, em báo cho anh chị luôn. Thì khách xài mà đôi khi người ta không biết anh chị ạ. Chia sẻ cùng em là em chia sẻ cho anh chị luôn. Đó, liền lắm, chưa rửa nước luôn chị bỏ đây liền lắm, đầu đuôi liền hết nha. Em quay thì em không quay mặt trước, nhưng mà nói chung là làm sao anh không tài, anh biết, anh chị biết đâu có mặt diện mà làm sao nó tài được, đó là có mặt mình đem lên trước xe mình tài thì không có rồi. Đó. Tiếp theo quay Black và Supreme. $78K1 14.500.2019. Gửi về Phú Yên mà nó không có xe chạy cho em, gửi về Phú Yên mất tiêu rồi. 14 triệu giảm tiêu còn 13.500.19440. Đó quá trời luôn em, lựa con nào đi coi rồi dập anh mua cặp anh ship qua luôn cho. Ai mua quanh một chiếc xe thì em chạy được, em không có mua nữa. Chứ là phái cách nói chuyện thôi chứ còn ngoài ra là xe thì ok cho được. Anh nói thật lòng chứ không bán tầm bậy tầm bạ đâu, chứ không phải mình bán hàng mà nói cái ơi. Ship chiếc xe qua mà thấy không? Đây. Tiếp theo là con Supreme 71F4 chị, 1737. Chiếc xe Supreme hãng đều xe chứ không có mới nha chị. Dàn lông hồi xưa anh giờ sau có vậy đó. Mình thường là bấm điện còn nguyên. Chỉ được có sườn còn, mình sườn còn anh chị đó, Supreme. Supreme đời 2009 vậy, tem hồng anh chị nghe. 13 triệu em giảm triệu còn 12 triệu Supreme. Đó, đùm được cũng còn được lắm, em quay sát cho anh chị mình coi rõ ràng chi tiết nha. Em quay chi tiết anh chị coi đó, chứ Supreme vẫn còn và vẫn giờ cũng vậy, đầu nòng bình xăng còn hết anh chị. Nói là như vậy. Lúc đó mua xe này cả một miếng đất anh chị, mà bây giờ đất thì nhiều tiền mà xe là ít tiền đó. Em chia sẻ cho nó Supreme. Rồi để quay cái dàn này em nghĩ qua dàn này em quay lại này cho anh chị cùng coi đó, em sửa sổ sơ anh chị coi. Future, quên pha, future. Mấy xe 81 thì gì anh chị chạy muôn đời, anh chị mà đi như Bình Phước rồi đó. Đi lô hay đi Đắk Lắk, Đắk Nông đi rẫy đó, mua máy này chạy em nói ngon cực kỳ, cái máy làm nhạy te. Vậy anh chị chạy thôi không làm gì hết đó. Những xe này. Đây. 11.500 giảm 1 triệu còn 10.05. 70E1 3220 3.200. Biển số Tây Ninh 8170. Xe có dọn, dọn nhưng mà dọn đẹp lắm chị, dọn lâu rồi. Đến bây giờ nó ngã ra giống như xe tin gì đấy, nhưng xe có dọn. Đầu nòng 8170 em báo đúng 8170 anh chị. 8170 là cái đèn lớn anh chị này, em chỉ là đèn lớn. Đèn sau đèn lớn của 8150 nó mới là biển số nó khác, 70E1 chứ phải là HALA. Đúng 8170. Tiếp theo quay Black 12.500. Em giảm 1 triệu còn 11.500 61C1. Đó quay Black. Quay Black bánh mâm. Xe rất là liền anh chị, không có trầy xước nhiều nghe, có một vài đốm nói chung không đáng kể. Tin lĩnh được mua bán thì cũng báo anh chị rồi. Tiếp theo là con 59F1 80794, chiếc xe Black 2018-17 đăng ký 2018. 12 triệu em giảm triệu còn 11 triệu anh chị. Từ ơi cái xe Black em nói thiệt anh chị, bánh mâm theo xe mà vậy mà có mình nói như anh chị mua chở hàng đi công trình đi làm đi đâu cũng được, em nói thiệt luôn. Những chiếc nào em nói nên mua nên mua. RXXFI phun xăng điện tử 83B2 43194 14.500, em giảm hẳn 1.500.000 còn 13 triệu bao ship cho anh chị nghe. Tới cửa hàng em chia sẻ thêm anh chị một chút nữa con RXFI này. Em nói chuyện liền băng nghe, liền từ đầu nuôi FI nghe anh chị. Nó liền thiệt luôn đó. Tiếp theo là RXFI 2019, xe như xe mới. 18 triệu. Em chia sẻ cho anh chị luôn, em giảm hẳn 1 triệu còn 17 triệu. 64D1 49857. Xe rất liền, xe này liền quá.
Rồi như xe này thì em quay sơ của anh chị coi, quay S160X8 5359, 10 điểm không bớt, bao ship nha anh chị. Tới cửa hàng lái em chia sẻ cho anh chị, con xe này đầu còn tin nha anh chị. Đó, dàn keo theo 5 tháng nó còn bọc nguyên. Thì quay số lượng xe nó nhiều quá anh chị em mình chia sẻ để màn hình giùm em đi. Mấy cái này em quay khởi điểm qua em nói thôi. Chiếc xe nào 61R1 này, 10.500 giảm tiền 9.500, 9302. Nó đều như trên như dưới đều tăng anh chị nghe. Đầu có rớt xe rất là đều, quay S100. Đó, màu đỏ đều lắm. Lần mặt diện thì rất là đẹp. Đó, quay A 59Z1 27092. Chiếc này là qua 100 2016, xe ăn đều, xe chứ không có can. Đầu có rớt, mắt thường nhìn không thấy, mắt thợ là nhìn thấy. 13.500 bao ship anh chị. Tới cửa hàng em giảm thêm 500. Những chiếc xe nào em ship anh chị, tới cửa hàng em giảm, chia sẻ cho anh chị luôn nha. Chia sẻ cho anh chị hết nghe. Quay A 2018 110 67L1, 14.500 giảm triệu bao ship anh chị, tới cửa hàng đưa anh chị 13 triệu thôi. 92415, xe liền về chạy bảo hành 1 năm, bao lỗ 1.500.000 cho em bao cho anh chị chạy luôn. Bán bao lỗ, bao chạy, bao chơi, bao một cái đầu. Chứ không phải bán hàng mà cái gì bán câu quá hả anh chị, chiếc xe về em bán lời nhiều quá anh chị quay là bán mua kiểu sao. Mình mua phải chia sẻ mà tình thương chứ mua kiểu sao cho hợp lý đây. 62F1 18177. 14 triệu không bớt, nhưng tới cái hàng lại em chia sẻ cho anh chị một chút xíu luôn. 229 cái 20 đó xe lốc nhám luôn chị nghe đó. Xe vậy em bán vậy thôi. Nói dòng nó xa nó cũng qua nó thật, mình bán xe làm sao, nghề của em như nghề bác sĩ quý anh chị. Nói mà có chút lương tâm đạo đức chia sẻ cho anh chị em mình cái thôi, chứ còn nói thật ra ăn hết không giàu. Em mà em ăn hết cũng không ăn hết gì, ăn để đời để đất cho con, làm có mấy đứa con ăn học, làm cái gì nền tảng gia đình mình yên bình, gia đình hạnh phúc, con cái học hành ngoan giỏi chăm ngoan, mình cảm thấy hạnh phúc rồi, chia sẻ cho ai được những gì tình thương chia sẻ. Còn mình ra đường tại sao thấy con mình thưa tâm sự với anh chị luôn, mình ra đường nhiều khi thấy con người ta nó dạy nó còn nhỏ xíu mà phải bán vé số làm công việc này, mình đã được cái diễm phúc này rồi, con cái mình được ăn học đàng hoàng thì mình rất là mừng, rất là mừng. Mà cần những cái mừng đó em nói trong khi em nói tốt mồ hôi luôn chị, em rất là mừng được chừng nào hai chừng đó. Em chia sẻ là cho anh chị những đoạn đường sau còn dài lắm chứ không phải 1-2 ngày trong công việc mua bán hay cuộc đời của người mình sống anh chị. Mình phần có phải sự chia sẻ và cùng nhau một lời nói, một lời hay, một ý đẹp, một cách tốt nhất để tạo hóa cho nhau bằng những cái tấm lòng thân thương. Thì em cũng thương anh chị chứ không phải em văn hoa ha, nói chuyện xạo, đó là tự nguyện từ đáy lòng, từ lương tâm em phát ngôn ra câu nói đó. Thì em cảm thấy gia đình mình được em ấm một chút xíu rồi, hạnh phúc, con cái học hành như vậy. Ra ngoài đời nhìn lại qua ngó lên mình chẳng bằng ai anh chị ơi. Ngó xuống không ai bằng mình, thì cuộc đời mình đừng bao giờ gọi là hơn thua. Hơn người ta gọi là kiêu ngạo, mà thua thì gọi là thấp hèn. Mà trong kiêu ngạo và cái thấp hèn trong hai cái đó thì mình ở giữa tầm trung trung đi. Thôi, đừng có kiêu ngạo gì mà cũng đừng thấp hèn, chỉ sống cứ bình thường, ai cũng như mình như ai. Chứ anh em thật, nhiều khi em thưa anh chị chứ anh em rủ em nhậu cái gì đừng nói một cái trái cốc mà ngồi cắn 5 cắn 7, bây giờ em vẫn ra ngồi uống ly rượu chứ không phải em bán hàng mà cái ơi. Thôi, tao không ăn được cái đó đâu, không có. Cái gì người ta ăn được, người ta cũng là con người, mình con người anh chị ơi. Luôn luôn chia sẻ cùng em chia sẻ hết lòng cho anh chị mình luôn đó. Rồi để review xe nói chuyện tâm sự nhiều quá không các anh chị, có nhiều anh ấy thì vui tính thì thích em nói chuyện tâm sự anh chị, có nhiều người sao không bán xe mà cứ nói chuyện tào lao vậy. Vậy thì nói chuyện phải có đầu có đuôi anh chị, chứ mình nói mà ngang ngang tàn tàn cũng không được đâu, làm người mà. Đây một con quay A anh chị ơi, một con quay A 2014 bô đen, xe này sạch sẽ lắm anh chị nghe, thẳng tưng. Rồi Quảng Ngãi tình yêu của tôi, phố cổ người xưa, ngày xưa quen em Quảng Ngãi về phố cổ người xưa đây. 76K1 06458, 13 triệu, em giảm 5 xịn gì còn 12.500 thôi nghe. Phố cổ người xưa xe rất liền thẳng, máy gì không như quay này nè, 60B6 quay bằng nạ 2 tầng, xe có trai, 11 triệu không bớt, nhưng tất cả em chia sẻ luôn cho anh chị 500 cũng được. 33094, bán hàng phải nói chung biết năng biết đỡ, bài toán kia có dư, bài toán kia không dư, chứ không phải nó bán hàng có lỗ chào đời mới xong lỗ. Anh chị có cái lỗ mà có cái lời thiệt, lấy cái lời chi cho cái lỗ, cứ nói mà cứ bán chiếc nào phải lời hay chiếc nào bán cho được mà chứ nào không lỗ hết thì dẹp tiệm nghỉ sớm luôn. Trong hai lĩnh vực là như vậy. Rồi 11 triệu nghe em chia sẻ anh chị luôn, em bớt 500 còn 105, còn ship đi không bớt. Này câu này 10 triệu thẳng rồi, 11 triệu giảm 1.500.000, đầu có rớt anh chị, xe liền về chạy, quay rẽ 100. Giờ quá bụi bặm không có lau được, gần đường bụi quá anh chị ơi. Đoạn quay S này thì nó là tuyệt đỉnh sông Ca Balaro rồi. Thiên Quang với Quỳnh Trang là hai con này, nhưng mà không thiếu có Thiên Quang, không thiếu Quỳnh Trang rồi. Đó anh chị. Đó quay S. Thẳng băng bằng băng. Cái đầu này cũng cực kỳ nha anh chị. Đó. Có rớt mà rất đẹp lắm chị ơi, nhìn vô không thấy đâu, cảm nhận đâu, lốc liếc đi. Lốc liếc vô bọng nè anh chị. Giá 14 năm giảm triệu 13 năm, giảm thẳng cho dễ bán dễ mua luôn, chứ không giảm là cái không giảm mới có giảm. 69K3 6410. Rồi, nó không có lỗi miếng nào luôn. Chia sẻ cùng em, chia sẻ cho anh chị luôn đó.
Điểm nào không rõ các bạn công an chụp hình cho anh chị mình cùng coi luôn cho nó thực tế. Còn như đây thì em quan chị luôn. Khi rút ADC máy móc zin đầu nồi chưa rớt, xe có đề thước nhẹ nhẹ, 9,5 triệu giá em bán. Chia sẻ anh chị bánh mâm ADC liền, xe có đài ngay không có mới ghen. Thời lượng cần hết chương trình của em quay trong 1 tiếng đồng hồ, nhưng chia sẻ còn chị luôn. Rồi chị rút đi làm tốt, máy móc em ru đầu có rớt nghe. Máy móc em ru anh chị đừng có kia là đi công trình là vi vu luôn này, có 7 triệu đồng một con chị rút này thôi. Tiếp theo là con này lại 36 luôn, 11 triệu luôn, em bán giá đúng là xe cho 11 triệu này 03104. Xe RC máy móc zin đầu nồi chưa rớt, bảo hành 1 năm, đi 1 năm sai một bao lỗ 1,5 triệu, xe dòng này em không sợ nữa. Giá này đâu còn giá lỗ nữa anh chị. Rồi 11 năm xe khá hơn chút thì 11 năm 82B1 33714 đó. Vô đi anh chị ơi, đó con này này đó, 11 năm thẳng băng. Ở đây em bán hàng riêng máy của em, cái gì cái tài xuất em dọn không kịp thôi là em có làm. Nhưng máy móc của em làm bao anh chị, cái việc chất lượng bên máy móc làm phải nói cụ thể. Nhưng đôi khi một cái chuyện không biết thì anh chị nhiều khi đi về quê mà đi ngang qua cái bô rê vô nó hư ghi xe thay 600 ngàn, thấy đau lòng lắm. Tại vì làm nghề đó em nói anh chị rồi, nghề của em bán hàng giống như nghề bác sĩ, phải cần một chút đạo đức lương tâm. Thành em cũng kêu gọi anh em hết, nên một khi làm nghề làm xe của mình, nghề làm gì của mình phải ăn một chút đồng lời mà chia sẻ lại người ta một chút. Còn nhiều người khổ lắm anh chị ơi, ở dưới quê đôi khi em tâm sự thật lòng là có nhiều người mua một chiếc xe 15 triệu nhưng hết tiền, còn 500 ngàn đường chạy về xe đủ những hư một trục trặc cái gì đó vô trác người ta tội nghiệp chứ. Chắc người ta cái làm cho người ta để người ta nên thiệt hụt hẳng từ bên cửa hàng, hụt hẳng bên người làm, từ đó lương tâm mình ăn ngon ngủ không. Tại sao người ta gọi là có trong xã hội này, có nó gọi xã hội là muôn màu muôn vẻ anh chị ơi, không thể mình chia sẻ hết được. Gọi là tại sao là đinh tặc, đinh tặc là tội ác. Anh nói chị bây giờ ngồi ngoài đường mà rải đinh ra người ta chạy xe người ta cán, chưa nói là mình giá mình đi dỏ mình lấy tiền đâu anh chị, mình mà người ta té một cái hay là em bán ngồi trên xe té một cái anh chị thấy đau lòng không. Mà mình những việc như vậy người ta còn làm được thì trong xã hội này không có gì không có thể. Nhưng với em thì em cũng không nói là em là hoàn thiện được, nhưng mà em cũng cho chia sẻ cùng quý anh chị khách hàng của yêu của mình là em hãm trực chừng nào trong lương tâm mình cảm thấy hãm được là cứ được sự cho phép của lương tâm làm. Chứ mà em nói chuyện đây là từ đấy làm em ra, chứ không phải em viết tờ giấy em đi ngang qua ngang lại em đọc tờ giấy đó hoài đâu, đâu có đọc được anh chị. Đó là cái đấy giờ mình thoát ra một ngày mình gặp một sự bất xúc, một sự khó khăn trong lĩnh vực thì mình chia sẻ lên đây cho anh chị cùng nghe và cùng chia sẻ cùng em luôn nghe. Dạ thôi em review xe 29Y113625 này, 9 triệu đồng một con Suzuki RC máy móc em dùng bao anh chị chạy luôn đó, có 9 triệu thôi chia sẻ cho em đó. Còn con này thì ai mua 10 triệu bán luôn, để lâu con này, con này để lâu rồi. Máy móc em đâu đầu nồi chưa rớt, 66B1 31003 10 triệu, tôi rút FI 2016 anh chị, màu xanh trắng. Sau nhà anh bán cái màu xanh trắng nó kỳ kỳ sao lâu quá. Rồi như con quét 110 11 triệu em giảm 1,5 triệu, 9 triệu rưỡi luôn này. Em bao luôn xe thẳng băng từ đầu anh tôi anh chị, không nứt miếng nào luôn. Máy móc zin đầu nồi chưa rớt có 9 triệu rưỡi anh chị ơi. Còn con kế ban QS thẳng băng 67N105082 nồi nó cũng thẳng tưng luôn, có 9 triệu rưỡi đồng thôi, 10 triệu đem giảm hết. Còn con xuyên rút giờ có 7 triệu anh chị nghĩ thế, không phải mình nói dốc đâu, đâu phải cái xe em bán ra cái 7 triệu mà nhìn cái dàn áo đẹp, em lẫn đẹp đều, trên trời dưới cũng có trời nhưng mà nó đẹp đều nghe. 60B6 này đó anh chị coi này, nó dần chân sạch ở đây anh chị này, nó liền băng chứ phải là dướng xét rẹt đâu. Có 7 triệu đồng anh chị mất kia không mua, phải chạy đi công trình mua xe tàu 4 triệu rưỡi tụi nó cái gì sửa 4 triệu rưỡi về sửa miếng lên thành 6-7 triệu chạy không ra gì đâu. Gì rút đi 3 năm mua cho anh chị 6 triệu em bao luôn, cái giá sàn bán ra là vậy. Còn con Galaxy Sport này 47E1 anh chị, 47E1 21947 Galaxy Sport này là cái con này là con tay nhưng mà xe ăn quá mới, 10 triệu mua mới là hai mấy triệu, 24 triệu anh chị, 10 triệu em giảm 1 triệu còn có 9 triệu. Mà 9 triệu xe này thì nếu phân biệt trong hai giai cấp nên mua 2 kilo hay nên mua 2 xe này. Con xe này thì mỗi Việt Nam mình mỗi người sở thích, sáng ăn bún người ăn phở thì khác nhau, nhưng mà em chia sẻ anh chị láng xe này chạy thử coi, rất cực kỳ ngon, em bán rất là nhiều con rồi à, nó quá thẳng luôn chị ơi. Chị bớt à, nó có sách mắt có trứng. Con xe này 8,5 triệu 59X2 này 29345 này, máy móc thì em không bàn cãi luôn nghe, 8,5 triệu thôi nhưng tới cửa hàng bán cho 8 triệu, còn ship đi là 8,5 triệu. Xe mặt nạ lớn nghe anh chị, nó liền băng ở dàn chân đẹp đó, như có xét rỉ miếng nào nghe đó, dàn chân đẹp nghe, mặt nạ lớn nghe, vẫn còn treo trước mặt nạ là có nứt cái mỏi về một miếng, thành được em bán cái giá em mua được cái giá nào em bán cái đó chia sẻ anh chị mình luôn. Còn con quay ấy 60B4 này thì máy quá ngon, 19534 11 thì em giảm điều còn 10 triệu, 10 triệu xe quá thẳng anh chị đó. Quay ấy tiền nào của đó thôi, tại sao con kế bên cũng mà cũng y vậy luôn, không khác nhau cái gì mà có 8 triệu đồng mà con cái này 10 triệu đồng thì hai con trên lệch anh chị cũng chia sẻ với em.
được. 61AA 01281 8 triệu đồng. Xe này là án lùn ngày xưa một thời hốt anh chị. Án lùn thời hốt máy em ru. Nhưng mà xe này xe thanh lý, phòng làm anh chị chứ không phải quyện làm. Em báo anh chị chính xác luôn. Án lùn. À, một cái bẩn không á, bẩn bây giờ em bán 3 triệu, em bán có người lại em 3 triệu. À, cái bẩn án lùn đúng không? Bẩn tin anh chị, bẩn quá đẹp. Bẩn án lùn đó. Rồi máy móc em ru. Ai nhỏ nhỏ con chạy vòng vòng đi chợ đi búa thì cũng ok. À, thì em muốn quay cái chương trình quay em dài à. Ra là con này hồi xưa em có về nhưng bác cũng đổ lại xe ga cho nhỏ cháu nó chạy, em có mua ở đây rồi. 59XB2020 anh chị, 01492 Allegan 50, xe quá đẹp. Thẳng 11 năm giảm triệu còn 10 lẻ năm. Bao ship đó cái hàng em để cho 10 triệu luôn. Nó xe như xe mới, à, em nói thật không đó. Allegan. Tiếp theo. 13 năm giảm triệu rưỡi nè, rồi đến FI nè, còn 12 triệu trời trời cái xe thẳng, em nói thiệt thẳng băng luôn. Được không? Ừ. FI phun xăng điện tử. Ừ. Rồi Jupiter 37 M1 12140 15 triệu 100 giảm triệu 14 triệu 100 2016. Xe rất là thẳng. Ừ. Em bao riêng từ đầu đến đuôi. Xe bọc keo nguyên con anh chị, có trầy keo không? Bọc keo nguyên con, có trầy keo không trầy xe. Đó, anh chị coi đây đó, ok. Em chia sẻ cho anh chị mình luôn này đó, 14 năm thôi. Tới cái hàng em chia sẻ anh chị 14 triệu luôn một con Jupiter về trời đất ơi. Nó liền nó thẳng băng luôn. Mình nghĩ bạn ra. Nghĩ à. Rồi con Black 66F1 14.500 51525 2019 xe thì khỏi bàn cãi rồi, thẳng. Ở đây nó có phải là cái tem này ta dán thêm tem xanh anh chị nghe. Em bao lột bao trài cho anh chị luôn. Liền băng đầu. 13.500 giá bán. Tới cửa hàng chia sẻ anh chị 500 luôn, nói danh dự luôn, còn ship đây là 13 năm em mới ship được. Đây. Quay RX100 Polo 8 triệu rưỡi 59B1 này, 04803. Chia sẻ bất chắc cho anh chị thấy nghe, cứ tới đây em làm việc cho. Chỉ ồn, không có gì hết. 62T2 13 triệu nè anh chị, bất triệu còn 12 triệu. Tới cửa hàng giảm cho 500, ship đi. Em không giảm, 6402. À, mà tại sao con này có 10 lẻ năm cũng còn 9 triệu nữa anh chị đó. À, thì em con xe này là máy móc viên đầu nồi chưa rớt xe bánh mâm, máy móc viên đầu nồi chưa rớt xe bánh mâm, xe rất liền đó anh chị. À, dần đâu như đó liền băng đó, liền băng từ đầu đường đó, thì tính ra còn 11 năm thôi. Tới cái hàng lãi là em giảm luôn cho nghe, mà ship đi là em chỉ bớt 1 triệu. 62T2 10.500 còn 9 triệu rưỡi, tới cái hàng em chia sẻ cho 9 triệu. Đó, anh nhìn con xe nữa đó, để chạy đi làm thì vi vu cuộc đời. Rồi 10.500 bớt luôn 500, ship đây thì 10.500. Xe này mà máy móc chiên đầu nồi chưa rớt, bảo hành 1 năm. Đây nhìn chi nhiều khi là em lột keo lên nhìn chị nhìn thấy ố ố nhà làm không tới, không có người làm. Chia sẻ luôn, chia sẻ cho anh chị mình luôn nghe. 59X223765, chiếc xe này là chiếc SX đó, một cặp luôn. Nhưng giá em bán ra 11 năm vẫn tới cửa hàng giảm chị 500, em sale thôi nhưng giảm 500. Chia sẻ anh chị nhé, xe nào có mặt trong cửa hàng nghe. Còn hai con Jupiter, một con này là 2019 biển mà hạt mua hoặc 2017 36B5 này là 18.500 giảm triệu còn 17.500. Xe này hơi bị chắc, bọc keo nguyên con xe gì. Con này 2019 đăng ký 2037E1 61294 đó. Anh chị coi 18.500 em giảm 500 còn 18 triệu, hỏi tại sao đời xe nó cao 2020 2017. Nhưng quan trọng là chất lượng một chiếc xe, hai khung hình giống nhau luôn anh chị nghe. Hai khung hình giống nhau luôn, chất lượng đều khác nhau. Tại vì mỗi xe là chất lượng nó cao hay thấp hơn để em nhìn qua em biết sơ anh chị. Chứ không phải trong nghề của em mà mất nghề để em nói vậy. Thôi clip này bây giờ Thái Bảo sẽ làm, chút nữa Thái Bảo làm clip xe máy Thái Bảo 2. Thì bây giờ Thái Bảo làm clip xe máy Thái Bảo 1 trước đã, trong dòng xe số cho anh chị mình còn tham khảo để qua lại những dòng xe này. Thì thay mặt xe máy Thái Bảo cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi clip xe máy Thái Bảo trong suốt thời gian qua và đồng hành cùng Thái Bảo. Thái Bảo không có gì hơn thay lời muốn nói cảm ơn và cảm ơn. Hẹn gặp lại quý anh chị trong clip tiếp theo của xe máy Thái Bảo 2 trong dòng xe ga. Ok nghe quý anh chị, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị trong clip tiếp theo. Xin chào.